Mời các bạn theo dõi mình rang tôm nhé. Đây mình đã chuẩn bị tôm và đã ướp, nhưng mà bởi vì là mình không biết là cắt ghép, cho nên là nếu mà mình mà ướp xong thì mình chờ cái thời gian ướp xong mới nấu thì lại phải cắt ghép. Mình không biết cắt ghép thì mình đã chuẩn bị, mình ướp hết rồi. Mình cho một xíu hạt tiêu này, cho muối, không, cái này chưa, mình cho xíu muối này và cho xíu nước mắm này. Đấy thì bắt đầu mình ướp lên, mình để trong vòng, để bao lâu cũng được, nhưng mà mình để chắc là khoảng tiếng hoặc là 30-40 phút gì đấy. Và bây giờ mình sẽ nấu, và các bạn từ từ là theo dõi mình từng bước mình làm nhé. Mình làm cái kiểu này ấy, con tôm nó rất là cứng các bạn ạ. Nhiều người rang tôm nó cứ có nước ăn cái dai dai ấy, mà nó gọi là tôm nó phải cứng thì mới ngon. Tôm mà nó cứ dai dai như thế là ăn không ngon, mà tẹo nào mình không thích. Nên mình thích ăn nó cứng, làm này thì mình làm này nó cứng lắm. Con tôm nó rất là cứng, rất là ngon. Thì trước khi mình ướp xong là mình cứ đun này. Mình đun để cho nó khô, cạn khô nước đi. Đây là cách rang tôm của mình, nhưng mà mình ăn mình thấy ngon. Mình ăn nhiều người rang cái rang tôm nó nước mỏng mỏng mà mình không thích đâu. Tất nhiên là mình nấu vụng lắm. Mình không biết được nấu ăn đâu. Cho nên là nhiều cháu bảo là cô làm về ẩm thực về nấu ăn đi, mà thôi cô chịu đi. Cô biết nấu ăn đâu. Cô nấu ăn bữa ba hứa vẩn ấy chán lắm. Biết nấu ăn. Cái tôm này người ta làm, người ta đã khứa rồi các bạn, người ta khứa cái lưng của nó và lấy cái chỉ đen ra rồi. Mình gọi cái chỉ đen là cái là lịch sự, chứ nó gọi, nó gọi là cái ruột của con tôm. Đấy thì mình sẽ đun cho nó thật cạn nước, rồi mình sẽ làm thế nào các bạn sẽ từ từ sẽ biết. Ánh này kia trong ngay cái sáng sáng kia nhỉ, ánh ở bên ngoài vào. Mà theo kinh nghiệm với người ta nói này, không biết có đúng không, nhưng mà người ta bảo là khi mà mình rang tôm ấy, mình mở vung ra thì nó không bị khai khai. Mình nấu này đáng lẽ mình phải mở cửa ra, tại vì bếp của mình nó không có cửa sổ, nhưng mà mở ra ruồi nay vào mình ghét. Nhà bên nước này nó kín lắm các bạn ạ, kể cả muỗi cũng không lọt vào được, chứ đừng nói là ruồi nhé. Nhưng mà muỗi thì không có, chỉ có mùa hè thì bên ngoài chỗ cây cối thì nó có thôi, nhưng mà nói chung là không có muỗi. Đây các bạn nhìn nhé, mình đã đảo nó đã cạn khô rồi. Bây giờ mình cho một ít hành vào này và cho dầu ăn vào.
đầu ăn rồi, bây giờ cứ đảo thôi. Đảo lên để cho nó hành nó thơm lên, cái này dầu nó ngấm vào tôm. Sau đó thì mình cho ít hành lá vào, khi mà gần bỏ ra bắt ra thì cho ít hành lá vào. Nếu mà mình không có lá chanh các bạn ạ, nhà các bạn có lá chanh nhé, cho lá chanh mà rất là ngon, rất là thơm. Rồi, đã xong. Xong các bạn, mình không biết được nấu ăn đâu, nhưng mà mình cứ nấu theo cái kiểu của mình, nấu vớ vẩn. Rồi bây giờ các bạn nhìn mình cho ra đĩa nha, trông rất là hấp dẫn. Rồi. Đây các bạn nhìn đĩa tôm của mình nè. Hấp dẫn không? Con tôm cong queo luôn. Nó rất là rắn. Nhưng mà bây giờ cầm tay vào thì nóng, mình sẽ lấy cái con dao mình cắt ở giữa cho các bạn nhìn nhé. Nó rất là cứng, rất là rắn con tôm. Đây con tôm nó cong queo luôn các bạn này. Nóng quá. Đây các bạn nhìn này, nó rất là cứng và mình sẽ ăn thử một miếng nhé. Rất ngon. Rất ngon, nhưng mà nếu mà bạn nào mà thích học cách của mình nhé, phải hỏi ý kiến của mình đấy, không mình kiện ra tòa đấy. Bản quyền đấy. Ngon lắm các bạn. Đấy, đĩa tôm mình nhìn hấp dẫn không? Người đàn bà nấu ăn kém bụng nhất thế giới, kém nhất Việt Nam. Nhưng mà ăn cũng ok. Nhiều khi mình không bỏ vỏ đâu. Vỏ mình cứ nhai kỹ ăn cũng tốt mà các bạn. Cái vỏ của nó, nếu ăn vỏ nó rất có nhiều canxi, rất là tốt, mình không cần phải bỏ vỏ các bạn ạ. Tôm này là rang, là ăn với cơm các bạn, ăn với cơm. Nhưng mà đây là mình ăn thử để cho các bạn thấy ngon lắm. Nhưng mà có lẽ là ngon chỉ có mình ăn được thôi. Mình nấu thì mình tự khen chứ ai khen cho đâu, đúng không các bạn? Đấy. Nếu như có lá chanh ấy, cho lá chanh vào rất tốt các bạn, cho lá chanh vào rất là ngon. Lúc nãy mình định cho một xíu bột nghệ vào để cho cái con tôm nó vàng, nhưng mình nghĩ là tôm rang này nó cũng đỏ rồi, không cần vàng, thế mình không cho. Đấy thì mình đã giới thiệu xong cái đĩa tôm mình rang, và tí nữa mình ăn cơm thì cơm mình ăn nó cũng rất là đơn giản, nó cũng không có cái gì cầu kỳ này, chỉ có đĩa tôm rang này mới lại bắt canh cà chua. Hôm nay định nấu canh cà chua với cơm thế thôi. Rất là đơn giản các bạn ạ, sống còn mình đơn giản lắm. Ok nhá, bye bye các bạn. Bạn nào mà thích thì các bạn like và share cho mình nhá. Bạn mới thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Bye bye.